mùa tuyển sinh năm nay sẽ chính thức áp dụng quy định mới về điểm ưu tiên. Theo đó thì những thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp từ 2,5 điểm trở lên thì sẽ được tính điểm ưu tiên theo hình thức là giảm dần. Quy định này sẽ tác động đến đông đảo thí sinh khi mà những em thuộc diện hưởng các ưu tiên khác nhau, chiếm tới 75% tổng số thí sinh tốt nghiệp hàng năm. Công thức tính điểm ưu tiên là điểm ưu tiên bằng 30 trừ đi tổng điểm đạt được, rồi chia cho 7,5, sau đó nhân với mức điểm ưu tiên theo quy định. Năm nay, các cơ sở đào tạo có tới 18 phương thức xét tuyển. Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm gần một nửa. Các hình thức còn lại như xét học bạ, xét tuyển thẳng. Năm ngoái, có những trường tổ chức xét tuyển sớm đã ép thí sinh phải nhập học, nộp tiền đặt cọc. Bộ khẳng định nghiêm cấm việc này. Thì Bộ đã yêu cầu tất cả các nguyện vọng thí sinh bằng bất cứ hình thức tuyển sinh nào đều phải đăng ký và minh bạch trên hệ thống. Và thứ ba là Bộ Giáo dục sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra để đảm bảo các kỳ thi này nó diễn ra đúng như yêu cầu ở trong quy chế tuyển sinh, để đảm bảo về yêu cầu về chất lượng, về tính minh bạch, tính công bằng. Bảng xếp hạng các lĩnh vực đào tạo cũng được công bố. Đứng đầu bảng về độ hấp dẫn thí sinh là các ngành kinh doanh và quản lý, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật. Trong 3 năm liền, 4 lĩnh vực tuyển sinh kém nhất là nông lâm nghiệp và thủy sản, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, dịch vụ xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang xây dựng một đề án theo chỉ đạo của Chính phủ để thu hút thí sinh vào những ngành khoa học cơ bản. Các trường cũng kiến nghị cần có chính sách cho vay không lãi suất để sinh viên chọn lựa những ngành này. Cơ hội việc làm cho những cái ngành mà khó tuyển cần phải nâng cao hơn, trọng vọng hơn, đãi ngộ tốt hơn. Thứ hai là có chính sách thu hút, ví dụ như là học bổng hoặc là những cái điều kiện để học tập tốt hơn cho sinh viên của cái những ngành khó tuyển. Năm nay, toàn bộ quy trình đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí, xác nhận nhập học đều thực hiện trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Sẽ rút ngắn thời gian tuyển sinh đợt 1, đảm bảo cuối tháng 8 là thí sinh trúng tuyển đã có thể nhập học.